Rồi, xin chào tất cả anh em, chào tất cả anh em kênh YouTube. Chúc anh em buổi sáng vui vẻ, may mắn. Thì hôm nay mình có hướng dẫn một cái trường hợp cũng như nhiều bạn hiện tại đang gặp và cũng có nhiều bạn bình luận đi kênh. Thì đây cái video mình làm video hôm nay cho các bạn đi cô. Thì đối với cái dòng đi cô này thì nó có một cái hiện tượng là khi các bạn chỉnh mực thì đậm, khi mà các bạn phô xong từ khoảng 50 đến 200 tờ thì nó có hiện tượng là lợt lằn hoặc là hầu như có thể mất chữ luôn, ra di trán, kiểu như mực không xuống trong từ, không hút mực được qua bên rung luôn. Thì đó là cái nguyên nhân vì sao cái thằng đi cô nó thường hay bị như vậy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn. Có mèo đó, nhưng mà nãy chú đợi chị nãy chừng á. Ấy là chú nãy thì chú đợi chị không biết in hơi mạc này một mạc này chưa in. À chị đâu có ghi đâu biết. À thì bảo nữa nè. Bao nhiêu đó? 20 cho mà. Chừ 5 giờ rồi thôi, 60 lái, 60 cái lái thôi chứ chừng nào. Ừ. Ấy là làm gì đó? Học à? Con học à? Chứ từ 5 giờ rồi, 5 giờ mình máy rồi mà. Hai mạc hay? Hai mạc trong ít chứ trong đỡ tiền. Ok rồi. Thì đó, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn canh chỉnh lại cho nó thử test luôn kiểm tra. Thì hộp mực vẫn quay, hộp từ vẫn quay bình thường, tất cả các hoạt động motor đều quay bình thường, nhưng tại vì đang nó không quay thì hôm nay thì cái video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn in hơi mạc chú, in hơi mạc, hơi mạc không ghi đâu chứ mày. Thì đó là cái nguyên nhân. Thì hôm nay mình sẽ nhân vật mời các bạn theo dõi nhé. Đây thì trên cái dòng máy Lico nó thường hay xuất hiện một cái trường hợp lỗi mà hiện tại là rất là nhiều bạn gặp, thì cũng có nhiều bạn comment hỏi. Thì hôm nay mình sẽ test luôn, kiểm tra luôn, các bạn cứ làm theo như vậy và xem thử cái hệ số và cái thông số mực nó ra như thế nào nhé. Thì đó là cái trường hợp trên máy Lico. Đây, trước tiên á là các bạn hãy lái giấy nhét cửa hai chốt cửa cho mình đó, nhét hai chốt cửa và bật máy lên thì nó sẽ vẫn nhận lại bình thường. Thì để chúng ta kiểm tra hộp mực nó có quay hay không thì mình sẽ bỏ hộp mực vào nhé. Thì sau khi bỏ hộp mực, bạn trợ sĩ mình có hẹn giờ nghỉ nên nó tự động nó nghỉ. Thì nó nghỉ phải mất khoảng vài giây nó mới khởi động lại được, nhưng mà sau khi được khởi động xong nó ra đi rất nhanh, bởi đã nán cầm trái rồi thì nó khởi động rất nhanh. Thì bước đầu tiên á, các bạn hãy vào nút vào 3 lần và bấm 107, bấm giữ nút stop. Thì sau khi nó hiện lên, chúng ta cứ vào lệnh bình thường giống như có đường hợp chỉnh lệnh. Thì trước tiên á, chúng ta sẽ kiểm tra hộp mực có quay hay không thì mới biết được cái nguyên nhân. Thì đây, thì các bạn hãy vào cho mình cái lệnh 2 bọn chờ mình xíu. Lao quá, những cái dòng máy thì mình không có test trước thì bọn bấm cho mình cái dòng lệnh 2207 để kiểm tra hộp mực lẫn hộp từ có quay hay không. Thì chúng ta sẽ bấm vào XQ này, chúng ta sẽ quan sát đó, chứng tỏ là mực vẫn quay, hộp mực vẫn quay nhé, chứng tỏ lỗi motor không xảy ra. Trường hợp thứ hai, chúng ta hãy dùng tay giữ vào cái đầu này, xem thử cái đầu này nó có quay không. Và ok, đầu này quay, mình sẽ rờ tay vào cái chốt đây nè. Thì các bạn sẽ rờ được vào cái chốt này để kiểm tra thử cái hút bật cây nó quay không, thì chúng ta sẽ biết được. Thì đó, chứng tỏ là hộp từ vẫn quay bình thường, mực vẫn quay, vẫn nhận lệnh hết. Thì nó sẽ complete. Ok, đó, như vậy là chúng ta đã test xong và kiểm tra xong cái mực và từ quay đều, chứng tỏ là không lỗi về
mực và cũng như từ, và cái nguyên nhân vì sao nó lại bị lật. Chúng ta chạy khoảng độ 5-60 tờ thì nó dẫn đến cái hiện tượng là lật, giống như kiểu mực không bơm xuống từ mà trong cái đó mực vẫn quay được bình thường. Thì không biết nguyên nhân vì sao lại bị lật như vậy thì chúng ta sẽ kiểm tra từng cái. Thì cái bước đầu tiên nữa thì chúng ta hãy gõ cái mã lệnh là 2220. Đó, 2220. Thì chúng ta sẽ bấm mũi tên xuống để cái 2220 và 223 nó xuất hiện. Chúng ta sẽ kiểm tra cái hệ số vôn trên máy thì hiện tại là 2220 nó nằm ở 227 và 2223 nó nằm ở 90, có nghĩa là chênh lệch rất là nhiều. Thì nếu mà chênh lệch rất là nhiều như vậy thì chúng ta sẽ tăng cái hệ số 2609 lên, thì nó sẽ bơm mực lại bình thường và chúng ta sẽ chạy thời gian dài nó sẽ kiểm tra, bởi vì cái hệ thông số nó lệch nhau rất là cao. Như vậy có thể là từ mực không bơm xuống từ được, thì chúng ta hãy vào lệnh 2906. Chúng ta sẽ vào 2906. Hiện tại chúng ta thấy con thêm một đây nó ở 9.7, thì chúng ta sẽ tăng lên 12, tăng lên 12 V, sau đó bấm lưu. Đó, chúng ta sẽ lưu lại trên 12 V đối với hệ thống số 1 2906, còn thông số số 2 tự động. Thông số số 2 là thông số tự động, chúng ta không chỉnh, chúng ta chỉ cần chỉnh lên hệ số 12 V, sau đó chúng ta thoát ra và tiến hành chạy. Như vậy là ok, nó sẽ tự động reset lại cái thông số quay. Thì chúng ta sẽ kiểm tra bằng in dài, nếu như trường hợp vẫn xảy ra như vậy thì chứng tỏ những con thi mô thi trong học tự có vấn đề, chúng ta cần thay thế. Kết thúc video tại đây. Đó, thì đây là cách để hướng dẫn cho hoàn chỉnh cái nguyên nhân vì sao in từ 50 đến 200 tờ thì nó dẫn đến cái hiện tượng là bị lật lần. Thì đó là nguyên nhân bọn nên kiểm tra test từng cái một, kiểm tra xem nếu mà hai hệ số mà cân bằng như nhau thì nó lại là khóc. Đó, thì đây là cái máy mình bị đúng như lỗi các bạn, thì mình đã test thử và hiện tại mình in thì nó chưa thấy cái hiện tại lật trở lại xảy ra trên máy này. Thì đây là con máy ok. Đó, mình sẽ mở đi con máy ok, là máy không căn chỉnh, máy vẫn bình thường, để cho các bạn kiểm tra xem cái thông số nó có lại không. Đó, 2220 hiện tại nó ở 2220 nó ở 303 V và 223 nó ở 323, chứng tỏ là hai thông số này đều tốt, nó đều như nhau, không lệch quá thì chúng ta không cần chỉnh, để chứng tỏ là máy đã bình thường. Còn như hồi nãy lúc chúng ta gặp trường hợp cái máy này đó là nó có hiện tượng là lệch nhau gần 200 số, thì đó là cái nguyên nhân dẫn đến cái hiện tượng mực lật và không bơm mực vào từ, dẫn đến bơm yên lật. Thì đó, mình đã chỉnh lên 12 V, mình đã chỉnh lên 12 V. Thì các bạn nhớ like giúp lại một cây, đăng ký kênh, chia sẻ nhé. Rồi, cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ like, subscribe cũng như ủng hộ kênh. Thì cũng như một cho mình được chia sẻ cái quảng cáo để mình có nhiều cái động lực làm những video mới hấp dẫn và hay hơn cho các bạn, cũng như là những cái lỗi các bạn sẽ gặp thường xuyên. Thì thông tác luôn chú ơi. Thì cũng như Rico và Toshiba thì mình sẽ làm hai dòng máy nữa cho tất cả các bạn luôn. Nếu mà các bạn thích những dòng máy in nữa thì mình sẽ làm luôn máy in, các bạn cứ bình luận cả máy in luôn. Mình nói chung là máy mô mình sửa. Đó là riêng máy photo không, nhưng mà chẳng qua là công việc cái máy in nó đơn giản quá, nhiều cái lỗi là mình xử lý nó đơn giản nên mình không có quay video. Thì hầu như cái máy in là ai cũng biết, cũng như là cách để tháo lát nó đơn giản quá. Những cái dòng máy mà nó khó khăn đó thì mình sẽ quay, các bạn không biết cách mở mình sẽ quay đó. Còn hầu như là mình về Rico và Toshiba là nhiều, còn máy in thì các bạn cứ bình luận có thì mình sẽ quay cho các bạn luôn. Đó, cảm ơn các bạn nhé. Xin chào, hẹn gặp lại clip sau.